Xin chào tất cả các bác ạ. Tiếp tục giới thiệu những món đồ châu Âu. Hôm nay nhà em có chiếc đèn dầu cổ và một miếng hổ phách đến từ châu Âu về em giới thiệu đến các bác. Vâng, để bác nào thấy phù hợp với không gian của nhà mình, vâng, với cái chỗ mình trưng bày deco thì các bác ủng hộ cho shop ạ. Số điện thoại của em là 0928538538, ngân hàng quân đội MB, trùng số tài khoản các bác nhé. Mà tên Đỗ Văn Giang. Đấy. Và giờ đi vào từng chi tiết một, đầu tiên đó chính là cái miếng hổ phách này các bác nhé, rất là đẹp ạ. Đấy, nó về khá bự. Đấy, khá bự đấy ạ, cũng giới thiệu với các bác. Đấy, mình sẽ quay cái mặt này của nó. Đấy, đây là hổ phách khá to. Những bác nào đã chơi đến cái dòng này thì sẽ biết rồi. Đấy, kích thước em sẽ đo cho các bác, nó to, bởi vì thông thường cái dòng hổ phách thì sẽ bằng bàn tay thôi ạ. Nhưng chiếc này nó rất là bự, mà em sẽ đo kích thước tổng thể chiều dài. Tổng thể chiều dài đây đó là 39cm các bác nhé. Và chiều cao nhất của điểm này đó là 20. Và độ sâu từ tường ra là 12 phân. Đấy, 12 phân, 39. Đấy. À, chiếc này thì có một cái đế gỗ. Cái đế này cũng khá chắc chắn và nặng. Đấy, để nó đặt cái miếng này lên. Thì cái miếng này là bên trong này chúng ta sẽ nhìn thấy hình đó là con tắc kè hoặc là con thạch thùng ở châu Âu. Nó có hai viên đá ở trong đó nữa và có ít cái nham thạch. Nó là dòng như kiểu là chúng ta đều biết rằng ở châu Âu ấy, tại sao có những cái viên này, bởi vì nó có cái hoạt động núi lửa hoặc là phun trào của thiên nhiên mà Việt Nam chúng ta không có. Đấy, thì những cái con này nó đang là bám ở trên cây như bình thường thôi hay là trên mảnh đá, nhưng mà vô tình cái nham thạch nó tuôn trào ra hoặc là nó cái nhựa nó đẩy ra thì nó bị dính và ở trong đây luôn. Đấy, thì cái phần này nó có thể nói đúng từ ngữ ra như các bác tìm hiểu thì nó là phần một nhựa của dạng thông nó nổi. Đấy, thì nó sẽ bám vào và thành một cái cục tảng như thế này. Đấy, thì cái này nếu như các bác có những không gian để cạnh những cái bể cá, chúng ta để bên ngoài thôi, nó bắt điện nhưng rất là đẹp. Hoặc những không gian uống trà, hoặc những chỗ không gian nào mà thích cái không gian độ ấm thì cái những cái mẫu này rất là đẹp. Em nói thật là em cũng có không có nhiều cái mẫu này ạ. Từ lúc bán đến nay anh chỉ gặp được 1-2 lần thôi. Nhưng cái này là size rất là bự, với chiều cao ở chiều rộng là 39 là rộng to các bác nhá. Đấy. 39 phân là to đấy, không phải nhỏ đâu. Đấy, và chúng ta sẽ nhìn thấy bên trong này có hai viên đá đây ạ, và có cả rêu, rồi cái này nó cái phần nhựa thông nó đè lên và có con tắc kè thạch thùng nó nằm ở trong đấy luôn, bám trong đấy luôn. Thì cái viên đá này chúng ta có thể để ngang thế này để chơi hoặc để ngửa. Đấy, còn chúng ta muốn đẹp hơn các bác có thể về để cái đèn led ở dưới này, cái đèn led dây ấy, sau chúng ta đặt lên thì nó sẽ ôm ánh sáng rất đẹp. Bây giờ em sẽ thử ánh sáng để cho các bác nhìn nhé. Đấy. Khi tắt đi thì nó tối thế này các bác nhé. Còn nếu mà chơi cái dòng này thì chúng ta sẽ có ánh sáng thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đây là ánh sáng cái đèn pin của em nhé. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy đây. Đây các bác nhìn thấy đẹp không? Rất đẹp luôn ạ. Khi nhìn quay ảnh nó rất là mờ, nhưng nếu mà các bác nhìn thực tế này, đấy nó ra các tia sóng này. Nó như kiểu là chúng ta ở trong cái hầm núi mà nó có một cái khe nọt ánh sáng vào thì nó như này. Đấy, rất đẹp. Đây các bác nhìn này. Đấy, nhìn này. Nó lên ánh sáng các bác nhé. Đấy, chạy ánh sáng rất đẹp này. Đấy, đấy, rất đẹp này. Chúng ta sẽ nhìn thấy cả mặt sau của nó này. Đấy, nếu vậy thì nếu bác nào muốn chơi thì các bác có thể là đặt ở bên dưới này, ngửa lên trên. Chúng ta sẽ khoét cái phần ô này sâu xuống một chút nữa, rồi chúng ta đi cái dây điện ngang, đi cái đèn led ở bên trong này, và chúng ta đặt ngửa lên như thế này. Đấy, đấy thì nó cũng sẽ ra cái ánh sáng ngửa. Đấy, các bác nhìn cho em. Đấy, đấy, cái này nó phải cần ánh sáng. Đấy, còn nếu như chúng ta không có ánh sáng làm thế này thì chúng ta để một góc nào đó chúng ta làm một cái đèn dọi vào, một cái đèn dọi chúng ta để như thế này, để ngửa lên cho chúng ta sẽ có một cái đèn pha, cái đèn hắt ấy. Đấy là dọi vào thì các bác nhìn nó rất là đẹp nhá. Đấy. Khi nhìn qua điện thoại thì nó sẽ bị bóng, nhưng mà khi thực tế thì dọi vào, ví dụ chúng ta làm đèn hắt hắt ở đây, đấy chúng ta sẽ nhìn thấy con thạch thùng đúng không ạ, hay là nhìn thấy con tắc kè, đấy nhìn thấy cái sóng này. Em kêu họng giọng hơi khàn, các bác thông cảm. Đấy, các bác nhìn nhận rất đẹp nhé. Đó. Đấy, rất đẹp này. Nó có tia này. Đó. Đấy, cho nên là chiếc này rất là đẹp, phù hợp với bác nào. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy em có đèn hắt ở trên thôi. Đấy, nó đã ra cái màu rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, size này rất to các bác nhé. Phần đế gỗ này của nó, dài của nó là 50 phân. Đấy, đế gỗ 50 phân rất là nặng.
hai cục này em bê rất nặng nhỉ? Nhìn thấy thôi rất nặng đó. Đấy, và chiếc này thì bán gần như là vui cho các bác thôi các anh nha, bán tương tác thôi đấy, bán tương tác với các bác thôi. Những cục như này em bán cho các bác là 6,5 triệu cả đế gỗ đấy, và hàng chuẩn là hàng châu Âu các bác nhé. Đấy, chúng ta nhìn thấy khi em bật đèn bình thường thôi, nhìn nó đã có cái điểm sâu của cái dòng gần như là cổ rồi đấy, dòng hổ phách rồi đấy, màu rất là ấm, màu trà rất là ấm. Đấy, bác nào lấy chiếc này thì xin báo giúp em đấy. Chiếc này có giá trị là 6,5 triệu đồng, bao ship toàn quốc cho các bác nhé, và chuẩn đồ Tây không phải đồ tàu nhé. Hàng này sâu tuổi, các bác có thể nhìn đằng sau của nó đây. Đấy, đây là mặt sau của nó này. Đấy, các bác nhìn mặt sau này. Đấy, mặt trước thì rất là đẹp rồi. Để xuyên sáng các bác nhé, để nó xuyên sáng nhé. Đó. Xuyên sáng. Rồi, tiếp đến thì có một cái đèn dầu cổ đến từ Pháp. Đấy, đèn dầu cổ đến từ Pháp. Đấy, sẽ quay để các bác nhìn thực tế. Đấy, đây là một cây đèn cúp nhá, đèn zin các bác nhá, không phải là đèn chế được nhá. Vâng, đèn zin bản đấy nhá. Ống khói là ống khói zin Tây này. Đấy. Bầu này, các bác nhìn cho em này, bầu là bầu thủy tinh đúc này. Đấy, ở trên nó là đồng mạ bạc khắc này. Đấy, núm niếc còn sử dụng tất cả nhá. Đấy, và chiếc này thì nó là hàng dòng gọi là đèn cúp, nó là hàng zin bản không phải hàng chế nhá, trong có cả chữ ký của nó này. Đấy, biểu tượng này. Vâng này, các bác có thể tiếng này. Có chữ là Smart Queen nhé các bác nhé. Đấy, chữ trong nhé. Và mạ bạc nhé, hàng đồng mạ bạc nhé, mạ bạc kèm cả vàng nhé. Đây bên ngoài là mạ bạc này, còn đây là mạ vàng này. Đấy, và hình chiếc cúp rất là to. Đấy, các bác nhìn cho em này. Đấy, khắc tay này. Hình chiếc cúp cổ nhé. Và chúng ta sẽ nhìn thấy có 4 móng zin Tây nhé. Đây là móng cổ nhé. Những bác nào chơi đèn dầu cổ thì nhìn cái móng này biết ra tiền rồi. Bộ móng này là giá em 2 triệu. Vâng, riêng bộ móng này lấy ra để các bác cho vào những cái cây đèn con hạc hay những cái cây đèn Pháp Nam. Đấy, bốn cái móng này là đang trẻ em 2 triệu không bán vì em không thích tách đồ ra. Đấy, còn đây là một chiếc đèn dầu cúp cổ đến từ Pháp. Đấy, em sẽ đo cho các bác chiều cao, chỉ cần đổ dầu vào và vặn bấc là sử dụng thôi các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, họng con lê zin bản và chúng ta nhìn thấy cái điểm khắc của nó này. Đấy, cúp hai bên này, khắc này, mạ vàng này, đây là mạ bạc này. Đấy, khắc tay này, đế đá cẩm thạch nhé. Đấy, em sẽ đo cho các bác. Phần chân đế của cây này là 14 các bác nhé, 14 nhé. Đấy, chiều cao từ phần chân đế hết đến bóng là 65 cm, 65 cm là chiều cao tổng thể. Còn hai phần hai cúp tai nó là rộng 22 cm, 22 là phần cúp tai các bác nhé. Hai cái tai này là 22 phân. Đấy. Còn đường kính không tính tai của nó, đây là 18 phân của cái mặt này rồi, 18 19 phân rồi. Đấy, còn cái bóng này là 27 các bác trừ cho em. Đấy, 27, 65 trừ 27 là ra tim đèn. Đấy, tim đèn đây. Tim đèn từ đây đến phần tim đèn là 42 phân. Đấy, một cái đèn dầu cổ đến từ Pháp, trước này em đang giao lưu đến tất cả các bác là 5 triệu đồng các bác nhá. 5 triệu cho cây đèn này, giá là giá cực kỳ đẹp đấy ạ. Vì đây là cái đèn dầu cúp cổ, không phải là đèn chế nhá. Nên là các bác lưu ý cho em, đèn chế là giá trị khác. Đấy, còn đây là đèn cổ. Đấy, đây là đèn cổ nhá. Đấy, ống khói zin Tây này, tất cả đồ zin cam kết các bác. Và chiếc này nó là đồng mạ vàng kèm bạc. Đấy, những chiếc phần này là phần mạ vàng này, còn đây là phần mạ bạc này. Và khắc tay thủ công tay nhá. Đấy, một chiếc đèn cúp rất là đẹp. Đấy, bác làm lấy thì xin liên hệ giúp em. Và chiếc này giá bán giao lưu đến tất cả các bác là 5 triệu đồng. Đấy, các bác lấy thì liên hệ giúp em, nó chỉ cần đổ dầu thôi, còn bấc em sẽ cho các bác nhá. Đấy, cho vào cho các bác luôn. Đấy, cái đèn dầu cổ và một viên đá, viên hổ phách rất là đẹp. Đấy, bác nào yêu mến thì xin liên hệ giúp em theo số điện thoại ở trên màn ảnh là 0928 538 538 các bác nhá. Đấy, rồi các xin cảm ơn các bác rất nhiều. Các bác nhớ đăng ký ủng hộ kênh và cập nhật liên tục những món đồ tiếp theo xin giới thiệu đến các bác. Ngày mai em sẽ quay đến các bác, đó là một chiếc đồng hồ vệ nữ. Dạ vâng, đấy, vệ nữ đây, đây là hàng rất là đẹp, để trưng bày rất là đẹp luôn, bằng đồng các bác nhá. Em xin cảm ơn các bác rất nhiều.